Hello, Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ ba đồng hồ treo tương. Và trong bộ ba này thì sẽ bao gồm là một chiếc đồng hồ Cuckoo Ricola 2 tạ. Và hai chiếc còn lại lần lượt là chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Chunan, thủ cho mình kiểu dáng là song tiện. Và đây sẽ là một chiếc đồng hồ sâu tuổi. Và chiếc đồng hồ song tiện thứ hai đến từ thương hiệu Acha. Và cả ba chiếc đồng hồ này đều được sản xuất tại Đức. Và bây giờ thì em sẽ vào mẫu đầu tiên là mẫu đồng hồ Cuckoo 2 tạ. Và mẫu này thì được cấu tạo từ chất liệu gỗ thông, được đục đẽo thủ công bằng tay, trải qua nhiều giai đoạn, cực kỳ đẹp nha các bác. Một vẻ đẹp châu Âu. Mẫu này sẽ rất xứng đáng được bác sưu tập vào ngay mùa dịp Tết này. Mẫu Cuckoo này với kích thước tổng thể với chiều cao là 59cm, bề ngang 39cm, bề dày là 27cm. Vì máy móc của chiếc đồng hồ sổ ấy chính hãng Ricola 2 tạ xích, hoạt động lắc chạy tuần lên dây, sổ cho mình là tiếng chim Cuckoo ở nửa tiếng và điểm giờ. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông. Đây các bác. Ở mẫu 2 tạ này thì sẽ không có tiếng nhẹ. Và mẫu đồng hồ Cuckoo ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 7.300.000. Mức giá rất mềm để bác sở một chiếc đồng hồ Cuckoo 2 tạ. Và tiếp theo là mẫu đồng hồ song tiện Chunan. Mẫu này được sản xuất năm 1920, Made in Germany. Mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 1m, bề ngang là 40cm, bề dày là 18cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng Chunan 2 lỗ, hoạt động lắc chạy tuần lên dây, sổ cho mình là một công vòng, chiếc âm cực kỳ cổ điển. Đầu tiên sẽ ở phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, là chiếc đồng hồ Chunan song tiện, được sản xuất năm 1920 nên phần ngoại thất có vẻ rất là cổ điển. Chất liệu gỗ thấy được cái đường vân gỗ tự nhiên. Phần ngoại thất này sẽ được cỡ những phần gỗ này, những phần gỗ này nó cũng tương tự những hoa văn rất là đẹp, làm chiếc đồng hồ này trở nên nổi bật hơn. Phần mão được đục đẽo thủ công bằng tay này, tạo thành được lấy cảm hứng từ khuôn mặt của vị nữ thần Venus. Rất là đẹp. Đây các bác, phần đuôi rất đẹp bác, ở mẫu đồng hồ song tiện này. Bây giờ em sẽ vào phần bên trong. Đây các bác, đầu tiên là phần mặt số. Mặt số này được cấu tạo từ chất liệu men. Và đây mặt số hai lòng. Phần lòng ngoài những chỉ số này rất đẹp, nổi bật trên cái nền mặt men này được viền đồng. Phần lòng trong được chia cắt phần lòng ngoài bằng một đường viền. Dòng chữ thương hiệu Chunan sẽ nằm ở đây. Đây kim là kim bông, kim cổ rất là đẹp. Quả lách được trang bị là quả lách đen. Rất đẹp. Đây chìa khóa lên dây của chiếc đồng hồ. Và ở đây sẽ có một cái thước canh quả lắc làm bằng chất liệu men các bác. Rất đặc biệt. Bây giờ thì em sẽ cho chiếc đồng hồ này điểm chuông.
10 cái. Bây giờ sẽ điều chỉnh cái kim giờ này đúng số, đúng số 10. Và cái cách để mình điều chỉnh kim này thì ở những lúc trước em đã có nói với các bác, thì cái kim phút này mình chỉ được phép quay đúng chiều kim đồng hồ, còn cái kim giờ này thì mình có thể tùy chỉnh mọi hướng. Và chiếc đồng hồ Chunhan song tiện được sản xuất năm 1920, made in Germany, cửa hàng chúng em đang được bán mức giá là chỉ 6.800.000. Mức giá rất mềm cho các bác để sở hữu chiếc đồng hồ Chunhan song tiện cổ với kích thước lên đến 1 mét, rất mềm. Và mẫu cuối cùng đến từ thương hiệu Acha, thuộc dòng song tiện với những hoa văn chi tiết đồng mạ vàng. Và chiếc đồng hồ này với kích thước tổng thể với chiều cao là 1m03, bề ngang là 38cm, bề dày là 19cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sở hữu bộ máy chính hãng Acha 3 lỗ, hoạt động bộ lắc chạy tuần lên dây, sở hữu cho mình là 5 gông, 5 búa. 5 gông, 5 búa, một bài nhạc Westminster. Ở mẫu này, các bạn thuộc dòng song tiện, những hoa văn chi tiết cộng với đó là những hoa văn đồng mạ vàng rất là đẹp. Và cái hoa văn này có ý nghĩa nha các bác, có thể tìm hiểu thêm về cái ý nghĩa này. Đây, chi tiết đồng mạ vàng, hình bông hoa nằm trước cổ điện các bác. Về phần ngoại thất, phần chất liệu cực kỳ đẹp, rất là chắc chắn nha các bác. Rất đẹp. Đây là phần đuôi các bác. Và phía bên trong của chiếc đồng hồ này, đây các bác, đầu tiên là phần mặt số. Mã số cho mình là 12 chữ số học trò. Loại bậc kim gia đình trắng này, những hoa văn chi tiết xen kẽ khá là giống những phần mặt số của những chiếc đồng hồ tủ đứng. Đây, phần lồng giữa những hoa văn được điêu khắc trên mặt số đồng các bác, rất là đẹp. Đây dòng chữ thương hiệu Acha. Quả lắc được trang bị là quả lắc tròn. Đây các bác, rất là đẹp. Đây là chiếc chìa khóa lên dây của chiếc đồng hồ. Ở phía bên đây chính là 5 gông đồng. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ. Âm thanh rất hay. Và mẫu song tiện ở vị trí cuối cùng đến từ thương hiệu Acha, sản xuất năm 1970, made in Germany, ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 8.300.000. Với mức những mức giá của chiếc đồng hồ này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc đến tận địa chỉ nhà các bác, đồng thời bảo hành 2 năm về móc tại cửa hàng. Và bác nào quan tâm và muốn sở hữu một trong ba chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay về số hotline 0909 25303 hoặc 0909 55303. Các bác đến địa chỉ kèm ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong ba chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, các bác nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình càng phát triển được lên. Thêm nhiều các bác xem. Cảm ơn các bác.